Những ngày phải giãn cách xã hội, không thể đi làm để mưu sinh, mọi hoạt động xã hội dường như ngừng hoạt động. Tất cả mọi người đều ở nhà, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết, khiến đời sống của nhiều người dân ở huyện Đại Lộc thật sự khó khăn. Thấu hiểu và chia sẻ khó khăn với bà con, vào ngày 14 tháng 8 vừa qua, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đại Lộc đã trao tặng hơn 300 phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Do tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cũng ban hành quyết định tiếp tục cách ly xã hội tại huyện Đại Lộc theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Vì vậy, Ban Trị sự Phật giáo huyện Đại Lộc đã lập hai đoàn đi đến thăm và trao quà tại các cơ sở chùa trong toàn huyện để chư tăng ni trụ trì chuyển đến người dân. Tại mỗi điểm đến, Đại đức Thích An Hiệp, Ủy viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Phó Ban Kim Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo huyện Đại Lộc, trưởng đoàn một và Đại Đức Thích Thánh Nhẫn, Ủy viên Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Phó Ban trị sự kiêm trưởng Ban Kinh tế Tài chánh Phật giáo huyện Đại Lộc, trưởng đoàn 2, có lời thăm hỏi và trao những phần quà chuyển đến người dân tại địa phương đang bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Mỗi phần quà bao gồm một thùng mì gói, khẩu trang y tế và phong bì tiền mặt với tổng kinh phí hơn 70 triệu đồng. Được biết, từ khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại, các chùa trên địa bàn huyện Đại Lộc cũng đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực người dân trong cuộc sống. Đại Đức Thích Thắng Thiện, trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Đại Lộc khẳng định, trên tinh thần từ bi của Đạo Phật giữa muôn ngàn khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, Ban trị sự cùng tăng ni Phật tử các cơ sở chùa trên địa bàn huyện nhà đã và đang tổ chức nhiều mô hình giúp đỡ nhân dân cùng nhau vượt qua khó khăn chúng tôi cũng luôn tạo mọi điều kiện và ủng hộ các chùa tiếp tục phát động các chương trình thiết thực hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn để ổn định lại cuộc sống